Xong rồi. Hello, mến chào tất cả quý vị khán thính giả vào chương trình của VMI Vlog, VMI Facebook và Twitter hôm nay. Hôm nay là có Bé Thị Dương là ứng cử viên giám sát viên khu 2 ở quận hạt Santa Clara, có cộng dụng là San Jose đó. Thì hôm nay là chuyện mỗi tuần á, thì cô sẽ lên chương trình và có Hoàng Mộng Thu là người điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, xin mời Hoàng Mộng Thu cũng như Bé Đa Dương chào khán thính giả của VMI Vlog cũng như là Facebook cũng như là Twitter. Đó là mình biết là hơn mình có những có tổ tiên đang chăm sóc cho mình, đang quan tâm cho mình, hơn mình là có trời, có ông trời nhìn thấy mình. Và có nhiều chuyện trong đời mình không có thể giải thích được, không chị? Other than a faith. Và cái quan trọng là lúc em dạy đứa con gái của em là lúc không ai nhìn, có thể không có đây, nhưng con lúc nào cũng phải làm điều đúng, tại vì lúc nào cũng có ông trời coi con và sẽ nhớ những điều con đã làm. À, kính thưa vị, khi mà Bé Đi Dương nói với tôi là mặt em không hiểu rõ cái chữ face nó nhận diện như thế nào, nhưng mà bất cứ dùng cái nhận diện, cái danh ngôn nào hoặc cái tiếng chữ, cái xuất xứ từ cái ngôn ngữ nào đi nữa, cái phế, cái đức tin là cái niềm tin để cho người, tạo cho con người những cái sự thiện, cái những cái thiện tâm ở trong trái tim của mình, và tất cả từ trong cái trái tim mà cũng như cái tâm hồn thiện cảm của mình. Vậy thì trong cái nhân dịp này thì chị Dương hỏi em là trong cuộc đời của Bích Dương từ hồi đó tới giờ đó, em có làm một cái công việc gì mà em nghĩ rằng cái đó là việc thiện hay không? Em có cho trong cái việc thiện em đang làm hay không? Cho con người những cái sự thiện. Mời em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thì em thấy là lúc nào cũng là đi theo cái thiện nguyện là charity, cái ý chị hỏi đó, là từ nhỏ đó, ba má đã dạy. Hồi nhỏ là ba má hay dẫn đi chùa, lúc đó là tới chùa đó mình có thể làm việc nhỏ, không cần phải có cái không cần phải làm việc lớn, nhưng mà giúp đi chùa, giúp quét nhà, giúp rửa chén cũng là một cái thiện nguyện, cũng là có cái phước của nó, cái đạo đức của nó. Thì không cần phải có nhiều tiền để làm được cái việc đó, không cần phải có công lao lớn, mỗi miễn là mình làm những việc gì lớn hoặc nhỏ đó, mình làm hết nhiệt tình đó, mình làm hết lòng đầy ý của mình đó, thì là đó là đã tốt rồi. Vậy em hy vọng có thể dạy được con gái như vậy luôn, dù là rửa chén hay là quét nhà, hoặc là mình đi phát cơm cho những người mà không, mà những người vô gia cư ăn, cũng là đều là thiện chị ơi. Đối với em vậy. Dạ, thưa quý vị, cái phục vụ cho người khác là một cái thiện tâm rồi, thì tôi nghĩ rằng em, mặc dù em những cái chuyện rất nhỏ em có thể đưa ra, hoặc là em giúp những cái người già neo đơn, em giúp những cái chương trình để mà đưa đến những cái phúc lợi cho đồng hương của mình, đó là một trong từ những cái thiện tâm. Có đôi khi mình làm đúng việc đó vì cái công việc mình phải làm, hay cái nghề ngỗng mình phải làm cái việc đó, nhưng mà mình làm với một cái thiện tâm nó khác, mà mình làm với cái trách nhiệm và cái việc, cái chức vụ nó khác. Thì thưa quý vị, tôi thấy là tôi sinh hoạt với Bé Đi Dương rất là nhiều năm và theo dõi em rất nhiều việc, thì những điều anh làm, mặc dù rằng đối với đồng hương của mình có lẽ là họ không đi gần với chính quyền nhiều lắm, hoặc là những công việc không có thường thường, cái gì mà ảnh hưởng tới mình thì mình mới để ý, còn không ảnh hưởng tới mình không có để ý. Thành ra cái tôi rất là cảm ơn em đã chia sẻ cho tôi cái cảm nghĩ đó. Và chị hỏi nè, khi mà em vào làm cho văn phòng của nghị viên có lẽ là chính trị rồi, thì chị hỏi rằng cái chính trị và xã hội có phải tương trợ với nhau trong vấn đề đạo đức con người hay không? Dạ, em thấy có chị ơi, tại vì thì hồi nãy là em cho những cái thí dụ, thì hồi nhỏ tới lớn á, những công việc lớn hoặc nhỏ gì đó, miễn là mình có cái tâm để giúp người đó, đó là cái chuyện. Nhưng trong cho những người, các bạn mà đã đi tới quận hạt, tới thành phố San Jose, tới những cái hội từ thiện để làm á, là mình làm là để phục vụ cho cộng đồng, cái đó là cái thiện. Em thấy cái đó cũng là cái duty, cái responsibility của mình làm người và những người mà đi con đường đó. Và cho nên mình mang cái tâm của mình mang hết lòng của mình vô, thí dụ vô cái chức của chính phủ đó để làm á, là cái lương tất nhiên là nó sẽ có thể tương đối, có thể bằng cạnh tranh với thị trường, nhưng mà nó không có tối đa, nó không có cao, mình không có được bonus, mình không có được commission, nó không có phải cái kiểu như vậy. Là cái lương bổng, làm nhiều, làm ít, làm nhiều, thiệt là nhiều hay làm vừa là cũng là cái lương đó. Nhưng
cái hãnh diện á, là mình làm được phục vụ cộng đồng, mình giúp được người. Cho nên là về xã hội, về spirituality đó là nó gồm có với nhau, tại vì rất là nhiều công việc của quận hạt á, là làm hợp tác với các nhà thờ, hợp tác với các chùa để phục vụ cho cộng đồng. Đằng trên mình có thể dạng nó là tiếng Anh nó là meet the needs of people where they are, là mình tới tận nơi những người mà đang cần sự giúp đỡ của quận hạt. À, mà trong chị thấy thường thường trong xã hội khi mà em làm việc cho một cơ quan chính quyền, em đứng ra để sao mà đi ra xã hội để mà gặp người này gặp kia đó, cái điều mà chị thấy cộng đồng Việt Nam mình đòi hỏi nhiều nhất là cái sự trân kính, em biết tên cái kính trên nhường dưới đúng không? Mặc dù một cái chức vụ nào đó nhưng mà khi một cái người bác đó lớn tuổi thì khi em nói chuyện với bác không nằm trong cái địa vị mà em đang đứng hoặc cái chức vụ mà em đang đứng, em đến để giúp đỡ cái người đồng hương đó. Chị không nói là chỉ người Việt không mà có nhiều cái đồng hương khác, họ những cái điều cần thiết mà họ không có đủ khả năng để làm việc hay là giải bày những cái gì mà họ đang cần phải được giải quyết, thì đó là một cái thiện tâm để em biết kêu là ngừng lại để lắng nghe hoặc là để mà giải quyết những gì mà mình có thể trong cái khả năng của em. Thì đó là chị thấy ở em, thì cảm ơn em cái điểm sau này. Và cái điều thứ hai nữa đó, chị nói với em này nè, có những cái đôi khi mình không quan tâm, hay chị sẽ kể một câu chuyện chẳng hạn như chị trong cái buổi lễ đó, chị chụp một những cái hình mà những người nghị viên đến để mà thả bong bóng ngày 30 tháng 4 đó, thì sau đó thì chị đi rửa những cái hình đó thật lớn ra và bỏ trong cái khung đàng hoàng, thì tất cả những nghị viên đó chị đều mang tới văn phòng của họ tặng cho cái tấm hình mà mình đã trả tiền chụp cho vào trong cái khung rất là đẹp, rất là trân trọng. Khi mà chị có gọi một nghị viên đó cho chị gặp, từ nhà chị ở xa lắm, thì cái người đó, một cái chức vụ người đó là không có, cô ta không là nghị viên nhưng một cái chức vụ thôi, thì chị nói là chị đang ở khu đó và đang đang chờ để đưa cái tấm hình đó cho cô ấy, thì cô mới bảo rằng bây giờ cô không có thì giờ để mà gặp chị để lấy cái đó, cô còn bận một việc khác. Thưa Thì chị thưa ơi, tôi ngồi ngày xa ra chút, tại cái mặt họ nó không có chiếu hết, nó chiếu cái miệng nói rồi. Rồi, anh ghép đang ghép online, anh đang online hay anh nghe là vậy? online mà livestream mà ta nói đi, Online okay, đẹp rồi đó. em thấy nhiều em thấy nhiều cái nhiễu sóng nhiều quá. Ok, rồi cảm ơn anh. Đang live hả? Dạ, xin chào Đang quý live vị. mà, rồi không cứ nói tiếp đi, nãy giờ Dạ, nói tiếp bình thường. online mà em thấy là nó nhiều cái nhiễu quá, thành em Ông không biết bây à, giờ mình tiếp tục ông live cứ hay nói đi không sao, tại ở ngoài nó có nhạc á. Ok. Thì thưa quý vị, để trở lại với Dương đó, chị thấy là có sự cân nặng nhẹ nữa em. Là tại vì khi mà chị, đối với chị, khi mà chị trân trọng đi làm cái tấm hình đem gửi lại tặng cho em, thì dù em bận cái gì đi nữa thì em cho biết, chị ơi em không gặp chị lúc mấy giờ được, mà chị sẽ gặp chị mấy giờ để cho chị cảm nhận rằng cái món quà chị nó được trân trọng. Trong khi người đó trả lời với chị rằng thôi thì chị giữ đó đi, khi nào để tiện thì em ghé em lấy. Thì đối với em cái hành động như vậy đúng hay sai? Em không, cái đó là em không có biết là cái người đó là ai, nhưng mà em nghe câu chuyện chị kể như vậy đó là em thấy là chị đã có tấm lòng, chị có ý, chị đã bỏ ra công sức để rửa hình, rồi mua khung, rồi làm một cái món quà. Cái đó là có một cái lọc, cái đó là mình phải, đó là nếu mà chị, lúc chị mang tới văn phòng của em thì là rất là có phước được được gặp chị và được cái món quà này. Thì em thấy là nếu mà ai đã tặng cái quà cho mình rồi, dù là quà nhỏ hoặc quà lớn, họ đã nghĩ đến mình thì mình phải là cảm ơn, mình để dành thời gian để trao một lời cảm ơn, nhận cái món quà đó, mình phải quý cái món quà đó. Cho nên em rất là xin lỗi là chị đã có cái experience đó, đã có người kêu chị nói chuyện như vậy. Thì là em lúc nào cũng là nghe chị gọi tới là em đã vui, ai mà gọi tới có quà là em rất là vui vì họ đã nghĩ đến em. Cái đó là mình phải quý trọng cái đó, cái điều đó. Thì đó là một trong những cái chị nghĩ rằng cái người Việt của mình, nhất là người Việt của mình và nhất là chị đó, chị rất là cái người nói cái câu là cái cách cho, cái quà cho không bằng cái cách cho, em hiểu không? Tức là em cho một cái bánh không có rẻ tiền mà cách em cho rất là trân trọng, cái nhận cái bánh đó họ rất là cảm ơn nhiều hơn. Đó là cái cách cho và cái quà cho nó như vậy. Bây giờ trở lại cái việc đi chùa đó em, thì chị theo em có nghĩ rằng cái cơ hội để đi chùa, đi thánh lễ, có đó cái dịp để cho gia đình mình sinh hoạt gần gũi hay không? Dạ đúng chị ơi, absolutely. I think lúc mình vô tới chùa đó, hoặc là mình vô tới nhà thờ đó, là đó là thật sự là
là mình là mình giống như em nhớ cái lời thờ 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 mẹ thờ cha kính mẹ, thì cái đó là cũng giống như là mình to me that's like honoring, giống như mình honor cái faith của mình là mình honor cha mẹ của mình, là mình bước chân vô nhà thờ, mình bước chân vô nhà chùa là mình phải tôn trọng gia đình, là đó là một cái nơi để ủng hộ, để support cái nét gia đình với nhau, cho ba má có thể là thuận vợ thuận chồng, thời có thể là con cái là có hiếu với cha mẹ rồi mình chăm sóc cho nhau, thì em thấy là đạo nào cũng dạy như vậy, là mình bước chân vô một cái nhà thờ, một cái nhà chùa là ở đâu cũng là có cái ideals đó, cái values đó để cho có thể mình có thể một gia đình mạnh sát với nhau, là close to each other. Và chị thấy cái connection nữa em, khi mà em thấy chị rất là hãnh diện hay là rất là vui ấm lòng khi mà chị đi một cái chương trình nào đó mà có ba có mẹ ông bà ngoại rồi dẫn mấy đứa cháu đi đó, thì chị có thấy có connection, tức là cái sự chuyển tiếp cái lửa gia đình, cái hạnh phúc gia đình bằng cái hình ảnh một cái gia đình như vậy. Thì đối với chị đó là những cái sinh hoạt mà ở nhà thờ nhà chùa đi thánh lễ với nhau có một cái cơ hội, tại vì có những mà chị sinh hoạt với mấy em trở đi làm pháp các em thì họ không có cái cơ hội đó, tại vì mình cũng không trách được, mỗi một em có một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, ba mẹ bất bươn chải trong đời sống thành ra không có cái tham. Nhưng mà chị nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta nếu mà nghĩ đến cái thời thế này bây giờ đó, thì có lẽ là nên bỏ một chút thời gian để mà có thể liên hệ quan hệ với con cái. Như vậy thì em nghĩ rằng có đúng hay không, mà có đó là có cái cách để em chuyển lửa tới gia đình của đứa con gái nhỏ của em hay không? Dạ, chị nói rất là đúng chị ơi, chị nói là rất là quá hay, thì em phải phải nhớ những lời đó để cho em có thể lặp lại được cho gia đình của em. Thì đó là các cơ hội, yes exactly. Ông ngoại, bà nội, ông nội, con cái nhiều thế hệ đi chung với nhau để cho có thể đi theo lễ. Cái đó là cái cơ hội để cho mình có thể connect with each other, có thể là thì em xin lỗi là có tiếng Việt mà những lời mà em nói không được thì em nói bằng tiếng Anh cho nên cho hy vọng đầy ý. Là đó là cơ hội mình có thể đoàn kết với nhau, mình có thể chia sẻ với nhau một gia đình. Mà em cũng nói thêm nữa là trong nhà thờ, trong chùa đó là mình cũng tạo ra cộng đồng. Là đó là lúc đó là cái thời gian mà mình gặp gỡ được rất là nhiều cô chú ông bà mà có thể thường ngày mình không thấy, nhưng mình có thể gặp nhau tại chùa để cho có thể chia sẻ với nhau và giúp giúp chùa với nhau. Cái mình làm những việc có phước với nhau là cũng là làm cho mình gần gũi hơn cho một cái cộng đồng rất là mạnh, cộng đồng rất là mạnh. Thì vậy tóm lại đó, thường tình thì con người có một cái bản tánh, mà chị nghĩ rằng khi mà cái bản tánh để mà đứng ra trong một cái vai trò lãnh đạo hay trong một cái vai trò ở ngoài xã hội, cho nên là em không biết là em có biết cái câu này là tu thân, tức cái tâm cái tánh cái thân của mình phải tu như thế nào rồi mới là cái bằng tề gia, tức là mình đã lo cái bản thân rồi, mình phải làm khôn khéo cái xử sự làm sao trong gia đình cho nó hoàn vẹn, cho nó toàn vẹn, rồi cho là tu thân tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Đó là câu mà ngày xưa chị hào học, không biết cái câu này có lẽ là em nên hỏi những người cố vấn ba má em. Thì trước hết đó, cái tu thân là chị nghĩ là từ cái đạo đức của con người, thì theo em thấy con người cái điểm chính, cái mà cái cuối cùng cái rốt ráo của con người, the last point của be the human đó, thì cái đạo đức có là cái nền tảng để mình trưởng thành, để mình lớn lên hay không? Thì theo cái lời chị hỏi đó là trong cái đạo đức của con người phải không chị? Chị Dạ hỏi. đúng rồi. Chị Thì hỏi là cái đạo đức có quan trọng để trở thành một người để một cái trong đời sống xã hội, cái đạo đức mình có cần hay là không có cần để ý cái đạo đức của mình để làm một cái công việc nước. Tức là cái đạo như là cái base để be the good human it's a đạo đức. I think cảm ơn chị câu hỏi đó. Đối với em là cái đạo đức là nó là quan trọng, như là cái tình thương của cha mẹ, giống như là tình thương của vợ chồng và con và tình thương mình có với đứa con gái của mình. Tiền có thể đi, mình có thể mất, nhà có thể phải xây lại, những cái món vật trong cuộc đời này đó nó đi và nó về, nó đi. Em hiểu được như vậy, em hiểu từ ba má là đó hồi xưa đã sống ở Việt Nam, đã qua chiến tranh, qua như vượt biên là mất hết, thì cái gì cũng nó cũng nó tới thì nó cũng mất được, nhưng mà cái đạo đức của mình là luôn luôn nó đi bên cạnh mình dù mình là có mình nó giống như là người Mỹ là your values, your conscience phải không, là dù mình làm đúng mình làm sai, cái đạo đức của con người lúc nào cũng đi chung với mình, là nếu mà nó nếu mình không có đạo đức, nếu mà
một người mà trong tấm lòng mình đối xử xấu với người khác, cái đó cũng là mình không có thoát được, mình sẽ nhớ cái đó Cái con hoài đường trừ sống khi của mình mình, cái thay đạo đổi. đức mình có cần hay là không có cần để ý cái đạo đức của mình để làm một cái công việc nữa. Tức là cái đạo đạo Kính thưa quý vị, hôm nay tôi nói chuyện với bé Đi Dương tại vì tôi thấy em trong cái ngày lễ Phật đản, và tôi thường thường những cái chính trị gia đó họ đi tham dự một cái gì đó, họ cũng có một cái hình ảnh, một cái vai trò, họ đi với một cái phong hoặc là một cái thái độ để làm gì, để có một cái sự thay đổi nào đó. Nhưng mà khi mà tôi gặp Bê Dương ở trong cái buổi lễ Phật đản, em rất là hồn nhiên, em tung tăng, em dẫn con đi rồi em nói chuyện với một mọi người đó, mà cái mặt em rất là thiện cảm. Thì thường thường cái mặt của mình, cái sự sinh hoạt của mình, nó thường thường nó thể hiện qua cái phong cách của mình, thì tôi rất là cảm mến, cảm phục một cái hậu duệ như vậy. Và tôi cũng yêu cầu Bí Dương, thì em làm việc rất nhiều trong cộng đồng, mà hầu như là những cái công việc làm ở trong nội bộ hoặc là ở những người mà có liên hệ với chính quyền, hay làm những công việc gì cần phải có thì phải đối đầu, phải làm việc trực tiếp em thì mới biết thôi. Chứ thường khi công việc, cái công tác nó hoàn thành rồi thì biết cái bill đó xong rồi, cái nhà đó xong rồi, cái khu trung tâm đó xong rồi, nhưng mà họ đâu có biết rằng đã bao nhiêu người cực khổ hay là một cái điều gì đó để trở thành một cái thành quả như vậy. Thành ra khi mà như vậy thì tôi có đề nghị với Đại Dương là hàng tuần thì tôi cũng muốn có một cái tâm sự chuyện chuyện trong tình chuyện trong tuần với Bé Đi Dương, để Bé Đi Dương có thể tham khảo ý kiến của tôi và có những người lớn hơn tuổi hơn tôi và những người theo dõi, thì những cái gì mà Bé Đi Dương sẽ học hỏi được, sẽ làm được cho mọi người, thì có lẽ là tôi đề nghị gì mà không biết là Bé Đi Dương có nhận lời với chị Thu không. Chị Thu muốn mời em, và cũng cảm ơn anh Vi Mai sẽ cho một cái chương trình là cuối chuyện trong tuần với Bé Đi Dương trong cái làn sóng của anh Vi Mai. Trước hết là hỏi anh Vi Mai có cho phép điều chuyện đó hay không đã. Sẵn sàng mà đâu có sao đâu. Dạ vâng. Để trở lại Bé Đi Dương, em có thể cho chị khoảng 20 phút hoặc là nửa tiếng trong một cái ngày để em có thể tâm sự. Thì vì cuộc đời tụi em quá còn nhỏ mà tụi em sẽ học hỏi rất là nhiều, không phải qua chị và những cái cô bác khác, họ có thể dạy dỗ cho em. Không nói là chị không nói là em thành công thành danh, nhưng mà trước hết cái quan trọng đó là thành người cái đã, mà nhất là người đứng trong cộng đồng. Dạ, Em có đồng ý không ạ? em hoàn toàn đồng ý và em nhận lời chị ơi. Cảm ơn chị cho em lên. Thì lúc nào em cũng ráng học hỏi. Một người lãnh đạo là phải cái người lúc nào cũng lắng nghe, lúc nào cũng phải là ưu tiên cộng đồng trước. Nhất là những các bác, các ông bà, những người mà lớn tuổi hơn em á. Nhất là những người lúc em gặp mà những ông bà, cô chú mà có thể là tiếng Anh không có vững, tiếng Việt em cũng đang tập, nhưng mà có cơ hội để có thể ngồi xuống nói chuyện, lắng nghe về cuộc đời của họ. Đó là cái cơ hội cho em học hỏi thêm. Và nếu mà em có cơ hội để lên đài với chị và anh Viên Mai hàng tuần á, thì em càng I'm very honored, em rất là hãnh diện có thể được nhận cái lời này và sẽ gặp mỗi tuần. Cái đó gọi give and take, tức là em cho cái gì và chị nhận cái gì, đồng thời em có thể cho những information nào mà em có nghĩ rằng phúc lợi cho đồng hương của mình ở đây đó, thì em trong cái vai trò đó hoặc là những cái công việc mà em có thể là phổ biến ra được, thì trong cái chương trình mà chuyện cuối chuyện trong tuần với Bê Đi Dương thì em có thể thông báo luôn. Chị nghĩ rằng đó là cách để em gần gũi với đồng hương mình nhiều hơn đó em. Dạ, cảm ơn chị. Em lúc gì mà có thông tin gì mới từ quận hạt ra đó hay trong cộng đồng mà em nghe được á, tại vì công của em á, lúc nào cũng nghe được những tin này, có thể là nghe trước khi phổ biến ngoài nữa, thì em sẽ mang tới để chia sẻ với mọi người. Nói trên điểm này chị mới rất là cảm ơn em. Vừa rồi thì ở trong Spa có được xin được một cái funding mà phổ biến là sẽ cắt cho những ngân khoản cho những truyền thông Việt Nam, phải không anh? Phải không em? Truyền Dạ, thông cho minority. dạ đúng rồi, truyền thông là ethnic media cho những cộng đồng minority, thì cái đó là cái bài học lớn từ cái mùa dịch COVID, là trong thời gian đó những cái thông tin của quận hạt á, dù mình thông dịch nhanh và chuẩn á, có nhiều người không có nhận, nhiều người không biết tới, cho nên tại vì họ đâu có tới mạng của quận hạt đâu, họ đâu có đi theo, họ quý vị không có theo dõi đài của quận hạt. Cái đó là thường xuyên là mình những gia đình, những cộng đồng á, mà nói thứ ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh á, là sẽ nghe đài của, sẽ coi đài của anh VMI, sẽ coi đài những đài radio mà mình thường xuyên mình nghe, những đài truyền hình mình nghe. Cho nên sau khi cái mùa COVID qua đó, mình không còn làm những cái contract nữa. Lúc trong thời gian mùa COVID,
mình ký cũng hạt ký hợp đồng với những cái ethnic media, những đài tiếng 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 Việt, tiếng Mỹ, tiếng Hoa, tiếng Philippines, đang cho có thể phổ biến đầy đủ những chi tiết của Cùng Hạt. Sau khi mùa Covid đã hết rồi đó, thì Cùng Hạt chấm dứt cái việc đó. Từ đó là Betty khuyên cho khuyên bà giám sát Cindy Chavez là trong thời gian đó mình thấy là contract, ký hợp đồng làm việc với những cái ethnic media rất là có lợi cho Cùng Hạt và có lợi cho dân, cho nên mình phải cần tiếp tục. Cho nên bây giờ bà Cindy giống như chị vừa mới nhắc á, là vừa rồi vừa mới tạo ra cái quỹ đặc biệt riêng tặng cho Cùng Hạt có thể đầu tư vô những cái liên hệ, những cái relationship mình có với những đài truyền 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 thông nha. thống. Kính thưa vị, đó là cái điều mà chúng tôi có đi tham dự buổi đó và lắng nghe, và cũng là một trong những người đã phát biểu đòi hỏi cái quyền lợi cho cái truyền thông, cơ quan truyền thông Việt Nam, để mà chúng ta có thể phổ biến, cập nhật tin tức rất là chính xác và nhanh nhẹn Upgrade từ luôn cho cái trang điểm ba đi đã xuống. tiền luôn. Thành sự quay đó là một trong những cái thành quả mà chúng tôi làm việc với Bé Dương, và chúng tôi nhận thấy cái thành quả mà em đã làm, và chúng tôi mới giới thiệu đó. Thực tình những người làm media có người họ cũng không biết là cái chương trình đó có, và khi mà được cái lọc lời, cái phúc lợi đó đưa về thì họ đôi khi họ ngạc nhiên là ủa từ đâu mà có cái chuyện đó, không có cái chuyện gì mà không từ đâu. Thưa quý vị, tất kỳ cũng phải có cái sự bắt đầu, cái sự khởi đầu, và có những người công sức để bỏ ra để được cái sự bắt đầu khởi đầu đó, nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình chúng ta tại thành phố Santa Clara, quận Santa Clara. Thì bây giờ thì mình cũng hết giờ rồi, chị Hoàng Thu cũng em có điều gì để nhắn gửi hay không, và có chúc đồng hương mình như thế nào, rồi chị em mình sẽ gặp lại trong cái tuần tới được không em? Dạ được chị ơi, em xin phép chị Hoàng Thu và xin phép anh Diêm Mai nếu mà em có thể phổ biến một cái tin tức mới nữa, đó là vào ngày 8 tháng 6 tại quận hạt Santa Clara từ 11 giờ rưỡi sáng đến 2 rưỡi trưa là sẽ có một cái hội chợ việc làm. Có nghĩa là tất cả những cái department của quận hạt hiện giờ đang thiếu người, đang cần người, đang muốn mướn người về đó sẽ có mặt tại cái hội chợ này để có thể trình bày những công việc, những việc làm mà hiện giờ đang cần. Và trong đó là có việc về accounting, có việc về real estate, có việc về thư ký, có việc về làm cho sở cảnh sát, có rất là có việc maintenance cho building, có rất là nhiều việc. Cho nên thưa quý vị, nếu mà có ai đang tìm việc hay là có thể có ý có interest ý mà có thể muốn làm việc cho chính phủ, cho quận hạt Santa Clara, xin tới ngày đó để cho có thể xem xét tất cả những cái job opportunity, những cái cơ hội, những công việc hiện giờ đang cần người. Và Betty cũng khuyên là mình chia sẻ cái tin này với các bạn trẻ vừa mới ra trường hoặc là sắp sửa ra trường để cho các bạn có thể tới để xem coi có những việc gì có thể mình apply, mình nộp đơn cho để vô quận hạt làm. Em đã làm năm nay là hai ngày, năm nay là kỷ niệm 10 năm của Betty làm việc tại quận hạt Santa Clara. Betty rất là hãnh diện ở đó, rất là làm cho được chính phủ, làm được cho quận hạt để phục vụ cộng đồng. Và tại đó đã có rất là nhiều cơ hội để có thể tạo ra cái kinh nghiệm của mình, tạo ra những cái chương trình, học những cái điều mới để cho có thể mỗi ngày phục vụ cộng đồng tốt hơn. Cảm ơn em. Em có thể nhắc lại ngày giờ và địa điểm một lần nữa hay không? Dạ cảm ơn chị. Thưa quý vị, cái hội thảo việc làm tại quận hạt Santa Clara sẽ vào ngày 8 tháng 6 là ngày thứ năm từ 11 giờ rưỡi sáng đến 2 giờ rưỡi trưa tại 70 West Heading Street là cái trung tâm của quận hạt á. Cảm ơn em. Thưa quý vị vừa đang theo dõi buổi nói chuyện thân mật chuyện trong tuần với BD Dương và Hoàng Mộng Thu, host qua cái làn sóng của anh Vin Mai. Vì lần đầu mà chúng tôi làm cái Zoom riêng cá nhân tôi đó, tôi rất là không không có rành về cái kỹ thuật lắm, có cái điều gì mà âm thanh kỹ thuật không không có được hoàn hảo đó, quý vị thưa tha thứ cho, và chúng tôi sẽ làm tốt đẹp hơn cho những chương trình gì tới, và chắc chắn rằng mỗi ngày đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp, hạnh phúc hơn nhiều. Cảm ơn anh Vin Mai và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào Bê Đi Dương. Dạ, Betty, xin chào chị Hồng Thu, xin chào anh Viên Mai và xin chào quý khán thính giả của ngày hôm nay. Cảm ơn.